như là người mẫu. Tôi đứng gần tôi còn sợ lép vế, phải ngồi xuống trước. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Ngọc Hiếu. Rồi mình đợi bạn nam của mình nha. Thôi xin mời bạn trai. Chào bạn. Dạ. Bạn tên gì? Em tên Mạnh ạ. Bạn là người ở đâu? Em người Đà Nẵng. Bạn vào Thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Cách đây 10 năm rồi. 10 năm. Bạn vào đây làm nghề gì? Em làm hiện đang là quản lý kênh bán lẻ. Quản lý cả một kênh bán lẻ luôn. Dạ. À chắc cũng lanh lợi lắm mà nha. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Em sinh năm 85. Bên đây tên Mạnh ha. Rồi 30 tuổi. Dạ. Em 22 tuổi. Em 22 tuổi. Hiện nay mình đang làm công việc gì? Dạ. Em là sinh viên mới ra trường. Ồ, chị cứ tưởng em người mẫu chứ em. Dạ, em người mẫu ảnh. Em cao bao nhiêu? Dạ, 1m68. Cao quá, xá cao luôn, chị đứng gần chị lùng tè luôn. Rồi, xong bên đây xong. Một cô gái chân cũng dài. Chân dài mà học giỏi ảnh, nha. Mà đi đến đây tìm người yêu, tôi không hiểu sao rồi nha. Em cũng thấy hơi thắc mắc. Hơi thắc mắc đi. Rồi, dạ. Em trả lời thắc mắc của ảnh đi. Dạ, nguyên nhân lớn nhất là do bà nội của em rất thích chương trình này. Bà nội em là người thúc em tham gia chương trình. Ủa vậy tại bà nội em mới ế hả sao? Lý do mà em không có bạn trai là do thứ nhất là em cũng lo đi học, đi làm thêm. Với lại ở nhà em cũng xa trung tâm nên bình thường 7-8 giờ là nhà em ngủ hết trơn rồi. Nên em cũng không đi chơi khuya được. Rồi bên đây nhìn có duyên lắm á, giống diễn viên Trung Hiếu ngoài Hà Nội á. Tại sao lý do bạn lại đeo khăn răng? Cái này nó cũng rất là hữu ích khi mà em đi phượt. Thích đi phượt? Dạ đúng rồi. Nãy giờ nghe bạn gái bên kia nói như vậy, bạn cảm nhận là có một cái giống gì cái đối tượng của mình đang tìm không? Em thấy cũng mém mém rồi đó. Cái mẫu người của bạn tìm là như thế nào? Nói về ngoại hình đi, em rất là nghe lời của ông cha, nhất dáng nhì da thứ ba mới là đẹp. Em vẫn ưu tiên về dáng, về ngoại hình. Bạn muốn dáng sao? Chuẩn là được chị ơi. Chuẩn là sao bằng ảnh? Da thì trắng cỡ cỡ ngọc trinh là vừa. Bên đây trề môi rồi kìa. Vậy còn bạn gái của mình á, thời gian rảnh rỗi mình có đi chơi đồ gì nữa đâu không? Dạ ít lắm. Em thường ở nhà không à chị? Về nhà làm gì? Ở nhà thì ngủ sớm. Em cũng có một em trai học lớp 6 nên thì chơi với em trai, nói chuyện với người nhà thôi chứ không có đi chơi đâu. Ngủ sớm là mấy giờ? 8 giờ đóng cửa, 9 giờ là ngủ hết. Trời đất ơi. Hơi sớm nha. Vậy giờ nếu có bạn trai rồi mình đi chơi với bạn trai để mình tìm hiểu nhau cái giờ nào? Em thấy bạn trai mà chịu được thì quen, mà không được thì thôi. Ví dụ bạn trai mà rủ suốt ngày đi bar, đi khuya hoặc là em anh ấy là không hợp lý, là không phù hợp rồi. Nhưng mà cũng phải có thời gian để đi với bạn trai chứ. Đi về khuya thì phải xin ý kiến của bà má em. Vậy là nhà bà đón má khó em. Lắm á. Chở em về đàng hoàng. Về sinh thì có thể làm gia đình em cho em đi được tới mấy giờ? 10 giờ. Ủa má em bao nhiêu tuổi mà hơi bị khó vậy em? À mẹ em 40. Rồi 40 thì trẻ măng hả? Trẻ dữ nha. Thầy bạn thấy bạn gia đình mình nó khó vậy mình tính sao? Không vấn đề gì anh. Khi mà em nghe bạn gái nói như thế thì em thấy gia đình bạn rất là gia giáo. Em rất là thích như vậy. Như vậy là tốt đúng không? Dạ được. Mình thấy mình có những cái ưu điểm gì, những khuyết điểm gì nói cho bạn gái bên kia nghe luôn. Điểm mạnh của em là giỏi võ. Giỏi võ? Dạ em học viện Xuân Quyền. Rồi gì nữa? Khuyết điểm của em là thiếu kiềm chế. Rồi đánh ta hả? Giỏi võ mà thiếu kiềm chế hả? Mấy người học võ phải có biết kiềm chế chứ. Thì em mới nói đó là khuyết điểm. Có bao giờ đánh ta chưa? Sư phụ dạy là không có nên đánh trừ khi nào mà bị dồn vào đường cùng. Mà đó giờ có bị vô đường cùng lần nào chưa? Dạ chưa. May quá. Ồ vậy mình, bạn gái mình thì nói cho anh nghe luôn ưu điểm của mình và khuyết điểm của mình. Tính em được nhận xét là hiền, chịu khó, cũng dễ chịu đó chị, sức chịu đựng cao. Thấy hai người cũng hợp. Rồi đấy. Cũng vui vẻ hòa đồng. Nhưng bạn còn nhỏ như vậy thì bạn đi tìm người yêu tiến tới hôn nhân thì mẹ có đồng ý không? Mẹ bảo là khi có công việc làm ổn định 1-2 năm thì hãy kết hôn. Bây giờ mình tìm hiểu tới đó mình kết hôn là vừa rồi ha? Dạ vâng. Vậy còn khuyết điểm của mình? Khuyết điểm của em thì em rất thương nhà em nên em rất là người phụ thuộc vào gia đình. Dù ba má em không chịu thì em sẽ không quen. Ba má là trên hết. Nhưng mà ba má có đặt ra cái chuẩn gì cho mình không? Dạ không, tại ba má em là siêu hiền. Vậy thì cái chuẩn của bạn, mình muốn tìm người đàn ông như thế nào? Ngoại hình thì cái mặt phải gần giống em. Mặt gần giống em là sao? Bà bảo là vợ chồng thì cái mặt gần giống nhau. Cũng nhìn cũng phải phúc hậu. Cái mặt phải gần giống em, cái tiêu chuẩn này lạ quá vậy trời. Còn coi tiêu chuẩn gì nữa không? Cũng bằng em hoặc cao em chút xíu. Mà phải mặt phải giống giống em mới được. Giống em thì em thích hơn. Đâu em coi cái giống mình đó không? Trời ơi cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời chị. Giống tôi chết liền á. Vì để mấy cọng râu chứ vậy? Mặt em thì phần lớn mọi người nhìn vào cứ nói là trẻ quá. Đâm ra là em phải để râu cho nó già một tí. Râu thì râu nó phải nhiều. Râu có mấy cọng lúng phúng kỳ cục quá. Như vậy là râu cá chốt á.
không có giống mặt bên đây đâu. Tại vì bên đây là gương mặt ta phúc hậu, để mấy cọng râu nhìn nó giang giang sao, nó dạ, không có phúc hậu. Về nhà em cào râu đi lại. Ờ đúng, thà em nói vậy, đồng dạ. ý. À, để coi có giống cái điểm nào không nha. Cũng được. Thôi cạo mấy cọng râu tôi nhìn tôi khó chịu quá à. Tự nhiên để đây nè, mấy cọng râu chỉ đây nè em, nó kỳ cục cũng chết luôn vậy. Nhưng mà đằng sau cái lớp râu đó nếu cạo đi thì cũng nét nét giống, cũng hơi giống giống được 60%. Ở bên kia có một quan điểm rằng là ba mẹ đồng ý thì mới đồng ý, còn ba mẹ không đồng ý thì dẹp luôn. Bạn thấy sao? Thì em thấy đó là một lợi thế của em. Tại sao bạn tự tin như vậy? Rất là tự tin. Phần lớn các bậc cha mẹ khi mà gặp em thì người ta rất là thích. Thích điều gì? Em không biết, nhưng mà người ta thường giới thiệu con của người ta này kia cho em. Giới thiệu con người ta cho em luôn. Dạ. Có vẻ bạn là một trong những quản lý cao cấp của một công ty. Thành ra khéo ăn khéo nói, ga lăng này kia đúng không? Dạ cũng không biết. Đó là những cái tiêu chuẩn bạn đặt ra, là một cái gương mặt giống mình. Ê, thì thấy ảnh là giống rồi đó. Có cái điều gì bạn không thích ở người bạn trai của mình không? Em không thích người nóng tính. Bên đây không kiềm chế được á. Không thích gì nữa không bạn? Em không thích tính đàn bà, cứ soi mói những chuyện nhỏ nhặt, hay xét nét, hay phàn nàn. Em chỉ thích người rộng rãi, thương ba má vợ. Có không? Được không? Được không? Ok. Ok hả? Không được, cặp này được. Nhưng mà cái này nè, bây giờ bạn gặp người đó tiếng sét ái tình đi, mở cái màn lên yêu liền. Em dắt về nhà liền. Rồi ba mẹ không chịu? Không chịu thì thôi, không quen. Rồi hiểu rồi. Đó, đơn giản vậy thôi. Nghe hết rồi ha. Anh cứ yên tâm, em sẽ có cách. Nãy giờ bạn nhắc về gia đình bạn rất là nhiều. Con mà cưng như vậy phải có người đi theo chứ hả? Em nói là em đi chụp hình nên em đi một mình. Nhưng mà rồi mai mốt chương trình này phát ra, bà nội thấy, ba mẹ em thấy. Dạ. Thì sao? Ba em sẽ la, tại ba em không thích cho đi. Nhưng mà bà nội em thì cứ cương quyết là phải đi. À, có nghĩa là ba phản đối nhưng bà nội lại đồng ý. Dạ. À, vậy bây giờ bà nội đang ngồi coi đó, thì bây giờ mình hướng về màn hình mình hỏi bà nội coi, thấy anh ngồi kế bên vậy là chịu ảnh chưa? Chứ thôi mai mốt phát lên không có đồng minh bà nội là tiêu luôn á. Hỏi thử nội, nội thấy ảnh nó bển được không? Anh này được không nội? Nội trả lời được, được con, được. Rồi, nội nói được rồi đó, bây giờ mình kéo màn lên mình coi nha. Màn mình đi. Hai phút bắt đầu. Chào em. Chào anh. Nãy giờ anh nghe em nói chuyện anh cũng thấy rất là hay, anh cũng muốn xem thử hôm nay anh gặp một người như thế nào. Anh có bông hoa này anh tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em có thấy anh giống như những gì em tưởng tượng không? Không, anh thì mặt cũng phúc hậu, cũng tròn tròn, trán cũng cao, chắc cũng thông minh. Mà tuổi hợi thì không có hợp với em lắm. Anh tuổi trâu em ơi. Anh 85 là phải là hợi chứ anh. Anh là tuổi trâu. Trâu thì cũng được. Em học tướng số luôn á hả? Em cũng hơi rành. Anh cũng nghiên cứu về tướng số, phong thủy. Dạ. Thực ra anh nhìn cũng... Dối rồi. Mà nếu anh làm việc hành chính là tối về là anh mệt, anh phải về nhà ngủ rồi đúng không? Làm việc giờ hành chính nhưng mà lúc về thì anh sẽ tìm những cái công việc để mà enjoy cho cuộc sống của mình. Ngoài ra thì anh cũng thường tổ chức những cái chuyến đi phượt. Ví dụ vừa rồi là đi xuống Sa Đéc thăm làng hoa. Nếu như có thể em có thể sắp xếp được thời gian hoặc là anh có thể đến anh gặp ba mẹ em thì anh sẽ thuyết phục ba mẹ em. Anh với em sẽ làm một chuyến đi ra xa khỏi thành phố cùng với những bạn bè. Anh càng nói em càng không tin, anh độc thân tới giờ. Như em có gửi giấy chứng nhận độc thân chứ mà. Là anh tính kết hôn bây giờ chưa? Có thể là bây giờ hoặc là một năm sau. Anh có kỹ tính hay gì không mà vẫn 30 tuổi có công việc ổn định mà vẫn độc thân? Thực ra thì nói chung đó là một cái duyên. Khi mà người con gái, khi mà anh nhìn anh cảm thấy rằng anh muốn tiến đến với người đó. Dạ. Anh có hút thuốc không? Thật nha, không có xạo đó. Người ta nói là thường những người hút thuốc là sẽ có cái mùi. Thôi không có dài dòng, em không thích băng vẽ, có hay không thôi. Không. Không? Ừ. Sao nó giống có vậy? Em nghĩ là có đó. Ủa, em ngửi thấy mùi rồi đó hả? Em cách nói chuyện em nghĩ là chắc cũng có đó. Anh có uống rượu bia không? Anh làm ăn mà sao không uống rượu bia được, phải giao tế chứ. Nếu như mà đối tác người ta tôn trọng mình thì người ta sẽ không có ép bia. Anh không biết uống luôn. Uống được, có thể uống mười mấy chai hoặc là một két. Mười mấy chai mà không biết uống. Nhưng mà không thích uống bia. Nếu như em quen anh lâu hơn thì em sẽ hiểu thêm về anh. Em mới quen, em thấy rối não quá. Quan trọng là bà nội thôi. Hỏi nội đi, coi nội chịu không kìa. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. Một. Quyết định hay không quyết định tùy theo bản lĩnh của mỗi người.
2 và 3. Hết thời gian.